Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel được tạp chí Culture Magazine thực hiện. Đây là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt đầu tiên tại Canada. Bản tin sáng ngày 1 tháng 12 hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Người Canada có thể bắt đầu nộp đơn xin trợ cấp nha khoa và tiền thuê nhà. Thủ tướng Trudeau nói gì về đạo luật gây tranh cãi đòi chủ quyền của tỉnh Alberta? Ontario hứa sẽ bù đắp cho các thành phố nếu họ không thể tài trợ cho cơ sở hạ tầng. Quebec muốn người nhập cư 100% bằng tiếng Pháp và có thể có tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt. Các tài xế mắc kẹt suốt đêm, hàng ngàn người vẫn không có điện sau bão tuyết ở bờ biển phía nam của tỉnh BC. Giá thuê nhà ở Calgary dự kiến còn tăng cao hơn nữa. Và một số tin tức đáng chú ý khác. Hoàng Anh kính chào và rất vui gặp lại quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta lại bước sang một tháng mới. Tháng 12 đến mang theo những cơn gió lạnh đầu mùa đông và những bận rộn của những ngày cuối năm. Xin kính chúc quý vị và các bạn có một tháng cuối năm thật nhiều thành công rực rỡ để khép lại năm 2022 với những điều tốt đẹp nhất nhé! Và để ủng hộ cho chương trình chúng tôi, rất mong quý vị nếu chưa đăng ký kênh hãy subscribe và bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin nhanh nhất và mới nhất. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, chia sẻ, comment và share video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Ngay sau đây chúng ta sẽ cập nhật những tin tức đáng chú ý tại Canada. Thưa quý vị, người dân Canada có thể bắt đầu nộp đơn xin trợ cấp nha khoa, một chương trình mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 12, cũng như đăng ký hỗ trợ tiền thuê nhà. Bắt đầu từ thứ năm ngày 1 tháng 12, những người Canada đủ điều kiện có thể đăng ký thông qua cơ quan doanh thu thuế vụ Canada, tức là CRA để nhận khoản tài trợ theo chương trình chăm sóc răng miệng đầu tiên của liên bang và kể từ ngày 12 tháng 12, những người thuê nhà có thu nhập thấp cũng có thể nộp đơn để nhận khoản trợ cấp một lần theo chương trình trợ cấp nhà ở Canada, Canada Housing Benefit. Cơ quan CIA cho biết sẽ chỉ mất vài phút để đăng ký vì sẽ có một số bước xác minh trong hệ thống bao gồm cả kiểm tra xem bạn đã khai thuế năm 2021 hay chưa. Hiện tại thì quyền lợi nha khoa Canada, được gọi là Canada Dental Benefit, sẽ được cung cấp cho trẻ em dưới 12 tuổi trong những gia đình có thu nhập hàng năm dưới 90.000 đô la và số tiền cho mỗi trẻ em mỗi năm tùy thuộc vào thu nhập của gia đình. Cách đăng ký bảo hiểm nha khoa Người đập đơn sẽ có hai tùy chọn để truy cập cổng thông tin trực tuyến thông qua My Account CRA hoặc là thông qua tài khoản Service Canada của họ. Đối với những người không có quyền truy cập vào hệ thống trực tuyến, CRA đang thiết lập một đường dây điện thoại dành riêng cho chương trình này. Dù bằng cách nào thì những người đăng ký sẽ phải hoàn thành một loạt bước chứng thực để xác định tính đủ điều kiện cũng như trả lời các câu hỏi bảo mật để xác minh danh tính của họ. Người dân có thể nộp đơn để nhận hỗ trợ tài chính này trước các cuộc hẹn, nhưng sẽ phải cung cấp các bằng chứng về tính đủ điều kiện, ví dụ như thông tin liên hệ của nhà cung cấp dịch vụ nha khoa, ngày hẹn. Ngoài ra thì bạn cũng cần nộp thông tin liên quan đến chủ lao động và hay là vợ chồng hoặc là người liên quan đến bảo hiểm phúc lợi của họ. Còn cách đăng ký hỗ trợ thuê nhà, những người Canada đủ điều kiện có thể đăng ký số tiền hỗ trợ một lần là 500 đô la cho trợ cấp nhà. Cơ quan thuế vụ CRA cho biết, quy trình đăng ký khoản tài trợ này sẽ bắt đầu vào thứ hai, ngày 12 tháng 12. Đây là chương trình dành cho những người thuê nhà có thu nhập thấp, với thu nhập ròng dưới 35.000 đô la cho gia đình hoặc là 20.000 đô la cho những cá nhân trả ít nhất 30% thu nhập ròng của họ cho tiền thuê nhà và đang trả tiền thuê cho nơi cư trú chính của họ ở Canada. Để nhận được khoản thanh toán 500 đô la này để giúp trang trải tiền thuê nhà, Người đập đơn cần xác nhận rằng họ đã nộp tờ khai thuế thu nhập và phúc lợi năm 2021. CRA rất khuyến nghị đăng ký chuyển tiền trực tiếp, tức là direct deposit, vì đó là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để nhận khoản tài trợ này. Lưu ý rằng thời gian chờ thanh toán ước tính là 5 ngày làm việc theo cách trên, trong khi có thể mất 10 ngày làm việc để nhận được check qua thư. liên quan đạo luật mới mà đang gây tranh cãi đòi chủ quyền của tỉnh Alberta. Thủ tướng Trudeau cho biết ông đang không tìm kiếm một cuộc chiến sau khi chính quyền Alberta đệ trình một luật gây tranh cãi. Luật mà Thủ hiến Daniel Smith cho biết sẽ yêu cầu Ottawa biến khỏi quyền tài phán của tỉnh. Dù luật mô tả cách chính phủ Alberta lên kế hoạch từ chối thực thi luật pháp liên bang, các chính sách hoặc là chương trình mà họ cho là có hại đối với lợi ích của Alberta hoặc là vi phạm sự phân chia quyền hạn trong hiến pháp. Luật cũng sẽ cấp cho nội các của bà Smith quyền hạn mới để bỏ qua hội đồng lập pháp và đơn phương sửa đổi luật của tỉnh. Khi được hỏi chính phủ liên bang có thể phản ứng như thế nào với luật được đề xuất? Thủ tướng Trudeau cho biết ông sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Bạn nghĩ sao về dự luật mới này của tỉnh Alberta? Xin cho chúng tôi biết về ý kiến của quý vị nhé. Cảnh sát buộc tội 107 người trong cuộc điều tra bóc lột trẻ em quy mô lớn ở tỉnh Ontario. Dự án Maverick được tiến hành vào tháng 10 như một phần của chiến lược cấp tỉnh nhằm bảo vệ trẻ em khỏi lạm dụng và bóc lột tình dục trên Internet. Cảnh sát tỉnh Ontario OPP đã hợp tác với 27 đối tác cảnh sát, bao gồm Toronto, vùng Hill, Durham, Hamilton và Ottawa để thực hiện chiến dịch này. Tổng trưởng lý và tổng luật sư cũng đã hỗ trợ sáng kiến này trên toàn tỉnh, các cơ quan cảnh sát đã tiến hành tổng cộng 277 cuộc điều tra trong suốt tháng 10. Họ đã thực hiện 168 lệnh khám xét và thu giữ 1.032 thiết bị. Tổng cộng 428 cáo buộc đã được đưa ra đối với 107 người. Tổng cộng 61 nạn nhân và thêm 60 trẻ em đã được bảo vệ vì các em có nguy cơ cao bị bóc lột. Các cuộc điều tra vẫn đang diễn ra mà có thể đưa ra các cáo buộc bổ sung. Những hành vi phạm tội này bao gồm sở hữu, truy cập, nhập khẩu, phân phối và tạo ra nội dung khiêu dâm trẻ em, dụ dỗ người dưới 16 tuổi mời chạm vào tình dục, tấn công tình dục, can thiệp tình dục và không tuân thủ lệnh của tòa án theo cảnh sát cho biết. Trong một trường hợp, cảnh sát Toronto có thể xác định một nghi phạm trực tuyến bị cáo buộc lên kế hoạch bắt cóc và lạm dụng trẻ nhỏ. tỉnh Quebec muốn người nhập cư 100% bằng tiếng Pháp và có thể có tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt. Bộ trưởng Bộ Di trú Christine Frechette cho biết, trong tương lai, Quebec sẽ muốn chọn những người nhập cư nói tiếng Pháp 100% hoặc là người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Pháp nhưng đến từ một nền văn hóa hoặc khu vực có mối quan hệ gần gũi với ngôn ngữ đó. Những người đó có thể có tiếng mẹ đẻ là tiếng Ả Rập, tiếng Việt, tiếng Lào, tiếng Creole, tiếng Catalan tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Romania, tiếng Tây Ban Nha hoặc là tiếng Swahili. Tuyên bố này cũng tương tự với nhận xét của thủ hiến François Legault, người mà một ngày trước đó đã nói rằng ông muốn chọn 100% người nhập cư nói tiếng Pháp vào năm 2026. Bộ trưởng Kinh tế ông Per Fitzgibbon gợi ý rằng sẽ có ngoại lệ trong một số lĩnh vực, ví dụ như trong trường hợp nhà sản xuất thép POSCO, họ sẽ mở một nhà máy ở Quebec và sẽ cần các chuyên gia Hàn Quốc. Tỉnh Ontario hứa hẹn sẽ bù đắp cho các thành phố nếu họ không thể tài trợ cho cơ sở hạ tầng và dịch vụ nhà ở do luật mới của tỉnh bang. Bill 23 Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Nhà ở thành phố ông Steve Clark đã viết thư cho Hiệp hội các đô thị của tỉnh Ontario để nói rằng tỉnh bang đang triển khai một cuộc kiểm toán bên thứ ba về tài chính của các thành phố trong các cộng đồng chọn lọc, tập trung vào quỹ dự trữ và phí mà các nhà phát triển nhà ở phải trả Trước đó cùng ngày, thị trưởng John Tory đã cảnh báo dự luật nhà ở mới của tỉnh bang Ontario mà các giảm phí xây dựng cho các nhà phát triển có thể tiêu tốn của Toronto khoảng 2 tỷ đô la trong thập kỷ tới và nói rằng ông sẽ thúc ép Queen's Park để bảo đảm thành phố vẫn ổn định về tài chính. Chuyển sang bờ Tây, các tài xế mắc kẹt suốt đêm, hàng ngàn người vẫn không có điện sau bão tuyết ở bờ biển phía nam của tỉnh BC. Hàng ngàn người trên khắp Lower Mainland đã bị mắc kẹt trong xa hơi của họ trong nhiều giờ từ thứ ba đến thứ tư sau khi trận tuyết lớn đầu tiên trong mùa gây ra tình trạng lộn xộn trong giao thông khắp khu vực. Một số tài xế tức giận và kiệt sức đã bị mắc kẹt qua đêm cho đến sáng thứ tư trên đoạn đường đi về phía đông của xa lộ 91 một tuyến đường đi lại chính nối New Westminster, Delta và Richmond ngay phía nam của Vancouver. Đến nửa đêm, nhiều tuyến đường vẫn chật cứng như giờ cao điểm. Nhiều người trong khi bị mắc kẹt lo lắng về việc hết thức ăn, nước uống hoặc là xăng khi chặn đường hàng ngày biến thành những chuyến đi kéo dài hàng giờ đồng hồ. Một hành khách đã dành 12 tiếng rưỡi đồng hồ trong tình trạng tắt ngãn trong một chuyến đi đáng lẽ chỉ kéo dài 30 phút, từ Richmond đến Surrey, Gần 10.000 ngôi nhà vẫn bị mất điện vào trưa thứ tư, phần lớn ở phía bắc Vancouver Island. Các đội thủy điện không thể tiếp cận một số trường hợp mất điện vì dịch vụ phà đến các đảo nhỏ hơn như là Hornby và Danmin đã bị hủy do thời tiết. Canada Post cũng đã đình chỉ dịch vụ tại hơn một chục thành phố trên khắp khu vực Lower Mainland của tỉnh BC sau khi khu vực này trải qua trận tuyết lớn đầu tiên trong mùa vào thứ ba. Một cảnh báo đỏ đã được đưa ra ngay trước trưa thứ tư, tạm dừng các dịch vụ tại 12 thành phố của Metro Vancouver và 3 thành phố ở Fraser Valley. Ở Fraser Valley sẽ không có dịch vụ giao hàng ở Abbotsford, Mission và Chilliwack. Canada Post cung cấp cho những người chuyển phát những chiếc móc sắt để mang bên ngoài ủng của họ và nhân viên cũng được giảm giá cho những đôi giày thích hợp cho mùa đông. Khi dịch vụ hoạt động trở lại thì người dân được nhắc nhở dọn tuyết khỏi mọi lối đi hoặc là cầu thang nếu nhân viên giao hàng cần sử dụng chúng. Chuyển sang tỉnh bang Alberta, giá nhà cho thuê ở thành phố Calgary dự kiến còn tăng cao hơn nữa. Những người trong ngành cho biết thị trường cho thuê chật hẹp của Calgary có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn đối với những người thuê nhà trước khi tình hình tích cực hơn. Với nhiều người chuyển đến Calgary và nhu cầu tăng vọt, các đơn vị nhà mới đã phát triển nhanh hơn nhiều so với trước đây. Ông Chris Olenberger là một nhà tư vấn phát triển nổi tiếng với vai trò lập kế hoạch cho vùng East Village cho biết, có vẻ như chúng ta đang tiến tới một cuộc khủng hoảng. Ông cho biết nếu xu hướng vẫn như hiện tại thì thành phố Calgary sẽ hầu như không có đơn vị nhà ở mới nào trong khoảng một năm, cho tới mùa thu năm 2023 và điều đó sẽ tạo ra tình trạng thiếu hụt đẩy giá thuê trên toàn hệ thống lên cao hơn nữa. Một báo cáo gần đây từ Rentals.ca lưu ý rằng, Giá thuê niêm yết cho các căn hộ hai phòng ngủ ở thành phố Calgary đã tăng 17% trong năm qua lên mức trung bình là 1.771 đô la. Quay lại với thành phố Toronto, cảnh báo bão tuyết tới Toronto kết hợp với gió mạnh. Môi trường Canada cho biết người dân Toronto nên chuẩn bị tinh thần cho trận tuyết dày từ đêm thứ Tư đến đầu ngày thứ Năm kết hợp với gió mạnh. Dự báo tuyết rơi dày cục bộ từ 2 đến 4 cm và đôi khi tầm nhìn bị giảm đáng kể. Người dân được khuyến cáo việc đi lại có thể nguy hiểm do thời tiết thay đổi đột ngột. Tầm nhìn có thể giảm xuống gần bằng zero. Theo dự báo, thì những đợt tuyết lớn cùng với gió mạnh với tốc độ lên tới 80 km h sẽ dẫn đến hiện tượng tuyết thổi kéo dài đến đầu ngày thứ năm. Người lái xe cũng được khuyến khích bật đèn nếu tầm nhìn bị hạn chế và duy trì khoảng cách an toàn. Thành phố Toronto vẫn ở dưới tình trạng cảnh báo thời tiết đặc biệt khi gió mạnh tiếp tục thổi vào đêm thứ tư. Gió mạnh nhất dự kiến ở khu vực Ngũ Đại Hồ lên đến 90 km một giờ. Gió mạnh có thể hất tung các vật thể và khiến cành cây bị gãy. Môi trường Canada cảnh báo có thể dẫn đến tình trạng mất điện, Mọi người xin hãy lưu ý cẩn thận khi ra ngoài nhé. Các sự kiện thời tiết khắc nghiệt đã khiến tỉnh BC thiệt hại từ 10 đến 17 tỷ đô la. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chi phí từ các sự kiện thời tiết khắc nghiệt của năm 2021 có thể lên tới hơn 17 tỷ đô la. Đây cũng là năm đắt đỏ nhất khi tính tới thiệt hại từ các thảm họa. Theo nghiên cứu thì chi phí từ những sự kiện đó được ước tính là từ 10,6 đến 17,1 tỷ đô la. Phần lớn trong số đó được gánh trực tiếp bởi các hộ gia đình và doanh nghiệp. Giá xăng ở khu vực Metro Vancouver đã giảm xuống mức thấp nhất chưa từng thấy kể từ tháng Giêng. Các tài xế đã có thể đổ xăng với giá 158,9 cent mỗi một lít tại các trạm trong khu vực vào thứ Tư, Giá xăng đã giảm 80 cent mỗi lít so với mức cao nhất mọi thời đại, ở mức 241,9 cents một lít được ghi nhận vào tháng 9. Theo trang web dự đoán giá xăng Gas Wizard, giá sẽ tăng thêm 3 cent mỗi một lít vào thứ năm. Sân bay Toronto Pearson thử nghiệm cổng an ninh mới. Sân bay quốc tế Toronto Pearson cho biết cổng an ninh mới của họ đã giúp hành khách không cần phải lấy đồ ra khỏi túi của họ. Bản thử nghiệm này đã quét tổng cộng khoảng 8.000 người và sân bay dự đoán sẽ đạt 10.000 lần quét khi họ dự định triển khai tại các điểm thử nghiệm khác. Trong hai tuần qua, Pearson đã thử nghiệm một máy quét bảo mật mới. Mục đích của máy nhằm xác định vũ khí được giấu kín thông qua công nghệ cao Cổng báo mật mới này sử dụng công nghệ Hexwave, bao gồm hình ảnh radar 3D và tín hiệu vô tuyến tần số thấp để phát hiện và xác định cả vật phẩm kim loại và phi kim loại. Thưa quý vị, khi các cơn bão tuyết đang dần tràn vào Canada, chúng ta cần chuẩn bị cho những khả năng xấu như là mất điện. Dưới đây là những điều cần chú ý để giữ an toàn khi mất điện. Hầu hết các lần mất điện chỉ kéo dài vài phút, nhưng một số sự việc xảy ra chẳng hạn như là do mưa lạnh hoặc là gió lớn có thể kéo dài lâu hơn vì chúng có thể làm hỏng đường dây điện. Đây là cách bạn có thể lên kế hoạch trước. Hãy chuẩn bị một bộ dụng cụ khẩn cấp. Trong đó, trang bị nguồn sáng bằng pin hoặc là dây cót, nến và diêm hoặc là bật lửa, nhiều nước uống, nguyên tắc chung là khoảng 2 lít mỗi người mỗi ngày thực phẩm không dễ hỏng và dụng cụ mở hộp thủ công, pin, một bộ dụng cụ sơ cứu, vật y tế và thuốc kê đơn cho các thành viên gia đình và vật nuôi của bạn. Các chuyên gia khuyên bạn nên có đủ thuốc để dùng trong khoảng 3 ngày, đồ vệ sinh cá nhân, chăn mền, đồ dùng trẻ em nếu cần. Trong thời gian cướp điện thì hãy kiểm tra xem các nhà khác có mất điện hay không. Nếu chỉ nhà bạn bị ảnh hưởng, hãy kiểm tra bộ ngắt mạch hoặc là hộp cầu dao của bạn. Nếu nhiều nhà bị mất điện thì hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ điện của bạn. Không đến gần bất kỳ đường dây điện hoặc là dây điện nào bị đứt hoặc là hư hỏng. Hãy tắt tất cả các thiết bị điện, đèn và dụng cụ để tránh hư hỏng đột biến khi có điện trở lại. Tuy nhiên, hãy để một đèn sáng để biết khi nào có điện trở lại. Đóng chặt tủ đông và tủ lạnh. Theo chính phủ Canada, một tủ đông đầy đồ có thể giữ đông lạnh thực phẩm trong tối đa 36 giờ sau khi mất điện nếu cửa tủ được đóng chặt. Luôn nhớ rằng, không bao giờ được sử dụng lò nướng thịt bằng than hoặc là gas, thiết bị sưởi khi cắm trại hoặc sử dụng máy phát điện gia đình trong nhà hoặc trong bất kỳ không gian kín nào. Những thiết bị này có thể thải ra khí carbon monoxide rất là nguy hiểm. Mặc dù bạn không thể ngửi hoặc thấy loại khí này, ngộ độc khí carbon monoxide có thể đe dọa đến tính mạng. Vừa rồi là những tin tức Canada đáng chú ý. Nói tiếp chương trình là những thông tin quốc tế. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.